Xin mời kính chào khán giả của Nghiệp Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì Pháp cho rằng Biden và Putin đồng ý hợp trên nguyên tắc không xâm lăng Ukraine. Điện Elise công bố cho biết là ông Joe Biden, tổng thống Hoa Kỳ và ông Vladimir Putin, tổng thống của Nga đã đồng ý hợp Thượng đỉnh giải quyết chuyện Ukraine trên căn bản là Nga không tiến hành xâm lăng nước láng giềng, theo Reuters. Phía chính phủ của Pháp vào hôm thứ Hai ngày 21 tháng 2, theo giờ địa phương, cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã mời cả hai nhà lãnh đạo đến một cuộc họp thượng đỉnh về sự ổn định an ninh và chiến lược ở Âu Châu. Cả hai vị tổng thống Biden và Putin đều chấp nhận nguyên tắc của một hội nghị thượng đỉnh như vậy, theo tuyên bố từ điện Eliezer. Nhưng mạnh một cuộc gặp gỡ như vậy không thể xảy ra nếu mà nga tấn công Ukraine như các quốc gia phương tây lo ngại. Tòa bạch ốc. Chưa phản hồi các câu hỏi của truyền thông, thông báo trên được đưa ra sau nhiều cuộc điện đàm giữa ông Macron và các nhà lãnh đạo ở các hai bờ Đại Tây Dương giữa lúc không khí chiến tranh gia tăng do việc Nga đông thêm quân ở vùng biên giới giáp với Ukraine. Cựu lục địa càng thêm căng thẳng sau khi Bộ Quốc phòng Belarus thông báo Nga sẽ kéo dài các cuộc tập trận quân sự với quốc gia này mà theo dự trù kết thúc vào Chủ nhật, ngày 20 tháng 2. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy xuất hiện cảnh Nga đưa thêm xe tăng và binh lính ở vùng biên giới với Ukraine. Tổng thống Biden cũng đã hủy chuyến đi về Delaware và tiếp tục ở lại thủ đô Washington chủ trì cuộc họp kéo dài 2 giờ với hội đồng an ninh quốc gia. Trong khi đó, thì lạm phát và Covid-19 là hai chủ đề quan trọng tranh cử giữa kỳ ở Mỹ. Cả hai phía đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều đang tập trung thu hút cử tri bằng cách chứng tỏ những khả năng hỗ trợ các gia đình người Mỹ trong bối cảnh giá cả gia tăng và đại dịch Covid-19 kéo dài suốt hai năm vừa qua. Dù cách thức mỗi bên có phần khác biệt, theo AP, hôm thứ Bảy ngày 19 tháng 2, trong buổi tranh luận và bỏ phiếu ở Thượng viện hồi tuần trước, mỗi bên đã đưa ra chủ đề mà họ sẽ sử dụng trong cuộc bỏ phiếu giành quyền kiểm soát quốc hội vào mùa thu này. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của đảng Cộng hòa, lãnh đạo khối thiểu số Thượng viện bàn về lạm phát. Ông McConnell cũng chỉ trích Tổng thống Biden và thành viên của đảng Dân Chủ vì ban hành những chính sách như hạn chế khoan dầu trên khu vực liên bang mà ông cho rằng gây kiềm hãm sản xuất năng lượng trong nước và làm giá xăng dầu. Và bên cạnh đó, ông cũng nêu ra những mâu thuẫn về văn hóa bùng phát trong các trường học, trong đó có những quy định đeo khẩu trang và hướng dẫn công bằng xã hội gây tranh cãi. Ông tuyên bố đảng Cộng Hòa là ủng hộ khoa học, tuân theo lẽ thường và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. À, thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ, lãnh đạo đa số khối thượng viện, cho hay đảng của ông sẽ tập trung thúc đẩy giải pháp các giảm chi phí và giúp tiền túi cho người dân có nhiều hơn. Về phía đảng Cộng Hòa thì ông Schumer bình luận nếu chỉ phàn nàn thì sẽ không giúp đối phó lạm phát nhưng đề nghị giải pháp sẽ làm được điều này. Trong khi đó thì bồi thường 73 triệu cho các gia đình nạn nhân của Sandy Hook bước ngoặt của kỹ nghệ vũ khí Hoa Kỳ việc công ty là Remington Arms chấp nhận dàn xếp bồi thường 73 triệu Mỹ Kim cho gia đình của chính nạn nhân trong vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook đánh dấu một sự kiện có thể trở thành tiền lệ đối với ngành kỹ nghệ vũ khí của Mỹ, theo nhận định của USA Today. Sau một năm dài kiện tụng, Phía nguyên đơn đạt được một thỏa thuận 73 triệu Mỹ Kim với Remington Arms, công ty sản xuất à, xuất khẩu là busmaker kiểu AR-15, được dùng trong vụ xả súng kinh hoàng tước đoạt 26 mạng người. Trong đó có 20 trẻ em là của học sinh trường tiểu học Sandy Hook, Newton, Connecticut vào năm 2012 đây là một sự kiện mang tính lịch sử vì đã đánh dấu lần đầu tiên một công ty sản xuất vũ khí phải thỏa thuận với phía nạn nhân kể từ khi đạo luật miễn trừ trách nhiệm được thông qua vào năm 2005. Ông Timothy Litton là giáo sư trường luật thuộc Đại học Tiểu bang Georgia nhận định. Theo ông David Buccino, là cố vấn pháp luật cao cấp của tổ chức là Rip for Law Center, Revenge Violence khẳng định đây là một vụ kiện đầu tiên nhắm vào chương trình quảng cáo của một hãng sản xuất súng. Phía gia đình của nạn nhân cho rằng hành vi cố ý quảng bá và khuyến khích việc sử dụng súng nhắm để tấn công vào người khác của công ty Remington là vi phạm luật chống hành vi thương mại không công bằng của tiểu bang Connecticut. Bên nguyên đơn tin rằng vụ kiện này là một ngoại lệ trong đạo luật bảo vệ thương mại hợp pháp ngành vũ khí năm 2005 vì phía công ty cố ý vi phạm luật tiểu bang hoặc liên bang khi buôn bán và quảng bá sản phẩm của họ. Đơn kiện cũng khẳng định các phương pháp quảng cáo của công ty vũ khí này tuyên dương hành động bạo lực và nhắm vào nhóm khách hàng là nam thanh niên trẻ tuổi có nguy cơ phạm luật cao. Luật sư đại diện của bên bị đơn bác bỏ khẳng định này với lý do là không có bằng chứng liên kết vụ xả súng và chiến lược quảng cáo của công ty giáo sư đê tinh cũng bày tỏ sự hoài nghi về vấn đề này và cho rằng chỉ có tối cao pháp viện mới có thể công nhận trường hợp này thực sự là một ngoại lệ hay không nhưng phía là scottus từ chối tiếp nhận đơn này vì vậy sự kiện có trở thành tiền lệ cho các nguyên đơn khác hay không là một câu hỏi chưa có lời giải tuy nhiên ông busino thì lạc quan hơn và tin rằng vụ kiện này sẽ mở đường cho hàng loạt đơn kiện các công ty vũ khí trong tương lai trong khi đó thì thánh um, tổng giáo phận Hà Nội cho rằng hai người uh, xưng là đại diện chính quyền đòi giải tán thánh lễ hai người tự xưng là đại diện của chính quyền địa phương Xông lên cung thánh đòi giải tán thánh lễ do Tổng giám mục Hà Nội chủ tế, chuyện xảy ra vào hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 2 tại thị trấn Vũ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình khi Tổng giám mục Vũ Văn Thiên dân thánh lễ. Theo trang web của Tổng giáo phận Hà Nội ngày 21 tháng 2 tường thuật như sau, cuối thánh lễ có hai người xưng là đại diện chính quyền thị trấn Vũ Bản xông lên cung thánh đòi giải tán thánh lễ. Sự cố này làm thánh lễ bị gián đoạn ít phút, tuy nhiên cộng đoàn phụng vụ vẫn giữ được sự trang nghiêm. Trong khi đó, thì một số linh mục, đồng tế và một số giáo dân đã ra can thiệp đề nghị hai người này rời khỏi nhà thờ để thánh lễ được tiếp tục. Cho đến ngày 21 tháng 2, chưa thấy truyền thông trong nước đưa tin về vụ này và cũng chưa thấy chính quyền của địa phương giải thích. Một số Facebooker cũng không những thuật tin này mà còn kèm theo một đoạn video clip ngắn chừng 42 giây của sự việc. Vẫn theo bản tin của Tổng giáo phận Hà Nội, thì Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên tới thăm giáo họ Đồng Tâm thuộc giáo sứ Vũ Bản, thì một giáo họ non trẻ nhỏ bé tòa lạc bên cạnh thị trấn Vũ Bản, huyện Lạng Sơn, tỉnh Hòa Bình trong hành trình ngày truyền giáo của Tổng giáo phận. Bản tin cho biết thêm, tổng giám mục chủ sự thánh lễ tại nhà thờ nhỏ bé của giáo xứ thay vì tại nhà nguyện của giáo họ đồng tâm như đã chỉ định hiện diện trong thánh lễ còn có linh mục nguyễn văn thoan quản hạt mỹ đức hòa bình cùng các linh mục trong giáo hạt tu sĩ và giáo dân trong giáo xứ ngay sau thánh lễ, Tổng giám mục Vũ Văn Thiên đã đến giáo họ Đồng Tâm cách nhà thờ vụ bản khoảng 5 cây số cùng cộng đoàn chân lời tạ ơn Thiên Chúa. Cung thánh trong một thánh lễ là khu vực thiêng liêng không được phép ngạo mạn và việc hai người xưng là đại diện chính quyền một người mặc áo mưa tự tiện xông tới cản trở thánh lễ có thể được coi là sách nhiễu tôn giáo hình cắt từ video clip phổ biến trên facebook lê quốc quân khi người xưng đại diện nhà cầm quyền thị trấn vụ bản tới đòi giải tán thánh lễ và kính thưa quý vị ngày 22 tháng 2 năm 2021 thì một nhóm tín đồ của đạo tinh Lành ở xã Y Lâm, huyện Sông Hình, tỉnh Phú Yên cũng tố cáo bị công an sách nhiễu cản trở hoạt động tôn giáo của họ khi đang chuẩn bị cho lễ giáng sinh sắp đến. Các tổ chức tôn giáo độc lập, tức là không nằm trong hệ thống tôn giáo nhà nước, thường bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp dưới nhiều hình thức khác nhau, theo các tổ chức quốc tế theo dõi nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Trong khi đó, thì hơn 2.000 xe nông sản Việt Nam vẫn kẹt ở biên giới Lạng Sơn. Hơn 2.000 xe vận tải chở hàng đa số là nông sản sang Trung Quốc vẫn bị kẹt ở tại các cửa khẩu thuộc Lạng Sơn vì chính sách chống Covid-19 chặt chẽ của Bắc Kinh. Tờ Người Lao Động vào hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 2 dựa trên thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn nói rằng tổng số lượng xe chờ xuất khẩu tại ba cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chima là 2.075 xe, trong đó có 1.653 xe chở trái cây chiếm khoảng 80% tổng lượng xe chờ xuất khẩu vì chính sách chống dịch ngặt nghèo Zero Covid của Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ tất cả các loại hàng hóa nhập cản, nên thông quan rất chậm. Tỉnh Lạng Sơn đã thông báo tạm dừng tiếp nhận thương phương tiện chở trái cây từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 2, nhưng hàng hóa vẫn được đưa lên khu vực này. Tờ Người Lao Động nói, mỗi ngày chỉ có khoảng từ 70 đến 90 xe hàng làm được các thủ tục thông quan, trong khi số lượng xe chờ quá nhiều. Các loại nông sản tươi khó tránh hư hỏng nếu phải chờ và vật một thời gian dài. Hồi tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, hơn 6.000 xe tải, đa số là chở nông sản tươi, các loại bị kẹt tại các cửa khẩu biên chế với Trung Quốc vì biện pháp chống dịch của Trung Quốc. Nhà công quyền Cộng sản Việt Nam đã liên tiếp mở nhiều cuộc điều đình từ cấp địa phương lên đến cấp trung ương nhưng vẫn không hoàn toàn giải tỏa được những bế tắc này. Trong khi đó, thì nhiều ứng viên giáo sư ở Việt Nam công bố nghiên cứu trên tạp chí Dởm. Để được phong làm giáo sư đại học, nhiều ông đã khoe thành tích với những bài viết nghiên cứu trên các tạp chí Dởm ở nước ngoài, được phong hàm phó giáo sư hay là giáo sư giảng dạy tại đại học ông bà tiến sĩ tại việt nam buộc phải thực hiện ít nhất là hai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc là một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn bên cạnh đó là hướng dẫn hai sinh viên thạc sĩ hoặc là một sinh viên của bang tiến sĩ À, tuần lễ cuối tháng 2 này, Hội đồng Giáo sư Nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ họp để cứu xét công nhận những người đủ tiêu chuẩn để được công nhận chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư năm 2021, theo thông lệ hàng năm. Theo một thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo Cộng sản Việt Nam năm 2020, một trong những tiêu chuẩn ứng viên để được cứu xét công nhận chức danh giáo sư phải là tác giả của ít nhất là 6 bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế và ông Nguyễn Văn Tuấn là giáo sư tại nhiều đại học ở tại Úc hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 2 cũng viết trên báo Giáo dục Việt Nam cho rằng ở Việt Nam đã có nhiều nhà khoa học công bố trên các tập sang dởm. Chỉ cần xem qua vài tập sang dởm bên Ấn Độ sẽ thấy nhiều tác giả với các họ Việt Nam ở trên đó. Nếu tính các tạp chí sang dởm ở nước ngoài, ở tại Ấn Độ thì tôi ước tính rằng đã có ít nhất là 500 bài báo từ Việt Nam trên các tập sang dởm trong 10 năm vừa qua được phong hàm phó giáo sư hay giáo sư nước ngoài, ngoài việc tăng lương kèm theo nhiều bổng lộc khác hơn nhiều, quà cáp hướng dẫn hay chấm luận văn cho sinh viên được đề bạc với các chức vụ trong đảng hay là nhà nước. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng của Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.